chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tiếng kêu cứu trong vụ cháy nhà trọ 14 người tử vong. Vụ cháy kinh hoàng cướp đi mạng sống của 14 người dân vô tội, khiến ai nấy cũng phải xót xa. Là người cứu nạn cứu hộ trực tiếp tại hiện trường vụ cháy, anh Phan Quốc Việt, đội trưởng đội cứu hộ Fast Angel cho biết, khi nhận tin có vụ cháy xảy ra, anh và đồng đội đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra ngoài. Khi tiếp cận hiện trường lúc 1 giờ 10 phút, ngọn lửa bao trùm lên căn nhà 3 tầng. Khi ngọn lửa cơ bản được khống chế, các thành viên trong đội cứu hộ Fast Angel phối hợp với cảnh sát cứu người bị nạn, tìm kiếm người bị mắc kẹt, đánh dấu người tử vong. Sau đó, anh cùng đồng đội đưa 6 người không may tử vong ra khỏi hiện trường, đến các nhà tang lễ. Theo anh Việt, hiện trường vụ cháy là một căn nhà trọ dạng nhà ống 3 tầng, mỗi tầng có khoảng 4 phòng trọ. Thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa bốc lên rất dữ dội, nóng nên công tác chữa cháy cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đội trưởng đội cứu hộ Fast Angel cho biết thêm, khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn có một khoảng sân để khoảng 20 đến 30 chiếc xe máy, xe đạp điện. Khi xảy ra vụ cháy, những chiếc xe này bén lửa bùng lên dữ dội. Anh Phạm Nam sống gần ngôi nhà xảy ra cháy, nói khoảng 0 giờ 30 phút thì nghe tiếng chi hô cháy. Lúc này nhiều người dân sống gần đó đều chạy ra ngoài, rồi vài phút sau khói lửa nghi ngút. Bên trong căn nhà có nhiều tiếng kêu cứu, nhưng do lửa quá to nên chúng tôi bất lực. Do không gian chật hẹp nên chỉ một số người hỗ trợ chủ nhà phá tường, đưa một số nạn nhân ra ngoài. Anh Nam kể, trong thời gian trở lại đây, ở Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy kinh hoàng, gây thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản, như vụ cháy tại Trung Kính và Khương Hạ. Không ít người cảm thấy lo lắng khi đang sinh sống trong các phòng trọ hay căn chung cư mini, nằm sâu hun hút trong các con ngõ nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, đi chạm vai nhau, thách thức mọi nỗ lực cứu hỏa. Điều đáng nói, gần như hầu hết trong các ngõ ngách tại Hà Nội là nơi tập trung của hàng triệu cư dân đông đúc, nhưng không hề có các trụ nước chữa cháy. Vì vậy, nếu xảy ra hỏa hoạn ở những ngõ ngách nhỏ hẹp, sâu hun hút này là một trở ngại lớn cho công tác chữa cháy. Ngoài việc xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường, việc kéo đường ống dẫn nước từ ngoài vào cũng không dễ dàng nếu ngõ ngách quá sâu. Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Thái, trưởng Ban Thông tin Truyền thông Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam cho biết, theo QCVN06, trong khu dân cư phải có trụ chữa cháy ngoài nhà, tức là theo quy định trong khu dân cư như trong ngõ, hẻm đã phải có trụ nước cứu hỏa. Nhưng trên thực tế thì các khu xây dựng gần đây mới có, còn các khu cũ thì chưa thực hiện được. Theo ông Bùi Xuân Thái, chính vì chưa thực hiện được nên mới gây khó khăn về nguồn nước cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi tiếp cận hiện trường dập đám cháy. Sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại Trung Kính, Hà Nội, ông Bùi Xuân Thái khuyến cáo đối với ban quản lý chủ nhà trọ cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy khi xây dựng và kinh doanh như thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nếu thuộc diện, lắp đặt các hệ thống phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo quy định. Định kỳ kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trang bị và đảm bảo hoạt động hiệu quả, đảm bảo rằng hệ thống điện trong phòng trọ, chung cư mini được lắp đặt và sử dụng an toàn và thường xuyên kiểm tra thay thế, khắc phục những nguy cơ mất an toàn về điện có thể gây cháy nổ. Quy định chặt chẽ việc nấu nướng, thờ cúng, đốt vàng mã, sạc điện đối với xe đạp, xe máy điện, thiết bị tiêu thụ điện, đặc biệt là tại tầng hầm, khu vực để xe, nghiêm cấm sử dụng bình ga mini đã qua sử dụng nhiều lần, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn kỹ năng, cách sử dụng các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy cho quản lý, bảo vệ và người thuê trọ. Tổ chức cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy định kỳ để đảm bảo tất cả cư dân, người thuê trọ biết cách ứng phó, sơ tán trong trường hợp khẩn cấp. Cung cấp hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy cho tất cả cư dân, người thuê trọ, niêm yết nội quy phòng cháy chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy, sơ đồ thoát nạn tại các vị trí, khu vực dễ thấy, dễ đọc. Đảm bảo rằng có lối thoát an toàn và dễ dàng tiếp cận cho tất cả cư dân, người trọ. Không lắp đặt chuồng cọp, bít lối thoát nạn, lối thoát không bị chặn hoặc bị cản trở bởi vật dụng, đồ đạc. Bố trí các phương tiện liên lạc khẩn cấp như loa thông báo, chuông báo cháy để thông báo cho tất cả cư dân trong trường hợp có sự cố. Tiếng khóc xé lòng của gia đình nạn nhân vụ cháy nhà trọ. Rạng sáng ngày 24 tháng 5, tại căn nhà 3 tầng ở số 1,
ngách 43/98/31 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 14 người tử vong, nhiều người bị thương. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, các nạn nhân tử vong được đưa về nhà tang lễ Cầu Giấy và Bệnh viện 19 tháng 8. Một số người thân của các nạn nhân trong vụ cháy đã đến nhận dạng thi thể tại hai nhà tang lễ. Bên ngoài cổng, lực lượng bảo vệ, công an chốt chặn không cho người ngoài ra vào. Không thấy đồng nghiệp đến công ty làm việc như thường lệ, anh Nguyễn Trung Thành bàng hoàng khi biết tin anh MNT, sinh năm 1986, quê Bắc Cạn, gặp nạn trong vụ hỏa hoạn vào sáng cùng ngày. Sau khi tìm cách thông báo cho người nhà đồng nghiệp, anh lập tức đến bệnh viện để hỗ trợ nhận dạng nạn nhân. Người đàn ông này cho hay nạn nhân T sống một mình ở căn phòng tầng 3 của ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn, còn vợ và con ở quê. Hiện gia đình đã nhận được tin và đang từ Bắc Cạn xuống Hà Nội. Tại cổng nhà tang lễ, hớt hải đi dò hỏi thông tin về người thân, một người phụ nữ trạc khoảng 40 tuổi cũng đã bật khóc ngay sau khi hỏi được một điều gì đó và gọi điện thoại báo tình hình cho người nhà. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong số 14 nạn nhân tử vong, có 4 thi thể được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện 19 tháng 8, 10 thi thể được đưa về nhà tang lễ quận Cầu Giấy. Nói về các nạn nhân bị thương, tiến sĩ bác sĩ Bùi Tuấn Anh, giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, tính đến 9 giờ cùng ngày, số bệnh nhân nhập viện tăng lên 6 người, trong đó có 4 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Hiện 4 người nằm tại khoa cấp cứu, 2 người nằm tại hồi sức tích cực. Các bệnh nhân đang được thở oxy và chăm sóc đặc biệt, trong đó có một cụ già tiền lượng nặng. Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình và cho thuê để ở. Ngôi nhà nằm trong ngõ nhỏ cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m. Gia đình chủ nhà có 7 người và 17 người đăng ký thuê 13 phòng để ở. Các nhân chứng vụ cháy nhà trọ tại Trung Kính, Hà Nội cho hay, trước khi ngọn lửa bùng lên, đã xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn, choang tỉnh bởi nhiều tiếng đập cửa dữ dội. Bà Nguyễn Thị Việt, sống ngay sát hiện trường vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong tại Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, hoảng hốt khi phát hiện tầng 1 ngôi nhà cao tầng hàng xóm đã bắt đầu có khói bốc lên. Bà Việt kể, ban đầu khi trong nhà, tôi còn tưởng có xô xát, nhưng khi mở cửa thì thấy khói bắt đầu xuất hiện tại ngôi nhà lân cận. Lúc này, sau một vài tiếng nổ, lửa nhanh chóng bùng lên. Nhiều người dân chung quanh cố gắng sử dụng bình cứu hỏa cá nhân để dập lửa nhưng bất thành. Nhân chứng kể, mọi người gọi 114. Sau vài phút, lực lượng chức năng đã xuất hiện, khói rất nhiều. Bà An bổ sung thêm, căn nhà bị cháy được dùng để cho thuê trọ. Phía tầng 1 được dùng để sửa chữa xe máy, xe đạp điện. Chủ nhà cũng ở bên trong và thoát ra bên ngoài bằng lối tầng 2. Chị Võ Thị Hoài Anh, một nhân chứng khác vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể khoảng 0 giờ 50 phút, chị phát hiện ra cháy nên đã cùng người thân dùng bình cứu hỏa ở trong nhà để hỗ trợ dập lửa. Ngay sau đó lực lượng cứu hỏa xuất hiện thì em mới ngừng hỗ trợ. Cũng theo chị Hoài Anh, tới khoảng 1 giờ sáng, những nạn nhân đầu tiên đã được cứu hộ. Hơn 1 tiếng sau, những nạn nhân bị tử vong được đưa ra trên nhiều cáng. Cũng sinh sống gần ngôi nhà trọ, bà Phạm Thanh An cho biết bà giật mình bởi tiếng nổ phát ra. Tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình, sau đó liên tiếp là 2 tiếng nổ nữa. Tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, bà bàng hoàng kể lại. Một nam nhân chứng khác kể lại, khoảng 1 giờ sáng khi đi chơi về, anh thấy mọi người đứng chung quanh hiện trường rất đông. Tất cả được yêu cầu di chuyển ra phía ngoài để cơ quan chức năng làm nhiệm vụ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.